tôi nè, được không? Đúng là em chưa biết bằng này là chuyện với nữ. Chị Giới Nam. Dạ. Anh tưởng là anh trai luôn. Dạ em tưởng là anh trai. Giống như là quen con gái gần như 20 năm rồi. Lòng năm 20 tuổi. Là quen con gái gần như 20 năm rồi. Lòng năm 20 tuổi. 4 năm em lộn. Xong em 24 tuổi hả? Mà quen gái 20 năm. Em lộn. Xong rồi em mới quỳ gối xuống xin mẹ, nói mẹ cho con vậy đi. Thế là mẹ khóc, mẹ nói là thôi giờ tùy con đi, con muốn sao cũng được. Giờ con miễn sao con thấy vui là được rồi. Nhưng mà em nghe cái từ vui đó thì em lại buồn. Tại con vui là được nhưng mà mẹ không có vui. Thắng Chi và Minh Tuấn, chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Spa Treatment đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và sau đây, chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin chào hai em. Chào chị Chi và anh Tân. Chào chị, chào anh Tân. Em tên thiệt là Dương Văn Trường, chị với nữ em là tên Dương Phương Ly. Năm nay 19 tuổi. Dạ. Em đến từ Sóc Trăng. Em tên là Ti, tên thật là Nguyễn Thị Hoài Thương. Em hiện tại năm nay 22 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Tây Ninh. Bạn này chuyện với nữ, bạn kia chuyện với nam. Và hai người yêu nhau. Dạ. Hai bạn này đặc biệt quá ha. Hai bạn em quen nhau bao lâu rồi? Hai bạn em quen nhau gần 1 năm á. 1 năm. Dạ. Wow. Rồi làm sao bạn em gặp được nhau á? Là hôm dịp Tết á, là ba em có hỏi em là có dắt bạn về chơi không. Em mới hỏi là hỏi sao hỏi con vậy, cái bạn nói thì tại vì mày làm gái tao tưởng mày có bạn trai nên tao hỏi mày vậy. Em lúc đó em chưa có người yêu, xong rồi cái ăn cái túi nó là ba em tiện ghế hỏi ở Tết nên có ai cần không á. Xong rồi cái đăng nhà lúc khoảng 10 giờ mấy á. Tại vì sao mà các bạn này vô comment, người mọi chuyện bắt đầu từ bạn này comment nói làm sao không? Hỏi tôi nè được không? Đúng là em chưa biết bạn này là chuyện với nữ. Chị Giới Nam. Dạ. Em tưởng là con trai luôn. Dạ em tưởng là con trai. Wow. Em nói chuyện cuộc gọi điện thoại em vẫn không biết. Bạn này nói chuyện giọng trai mà. Dạ. Rồi em có biết Ly là người chuyển giới? Trước khi em bắt đầu để tìm hiểu với bạn chuyển giới nữ là em có quen một người chuyển giới nữ vậy luôn. À. Nhưng mà không được lâu. Sao không được lâu vậy cưng? Có nghĩa là người ta giống như là quen vì tiền á. À. Nên là cái tình cảm không có lâu dài. Là em có cảm xúc với những người chuyển giới nữ? Dạ đúng rồi. À. Em thích chuyển giới nữ chứ không thích một con gái. Dạ trước khi em quen chuyển giới nữ là em có quen gái rồi. Rồi làm sao hai bạn gặp nhau như thế nào nè? Ngày 23 ông đưa ông táo về trời. 12 giờ điện thoại tới 2 giờ. Xong rồi các bạn này nói chuyện, xong rồi các bạn hôm sau này kia bạn nói giờ tôi về quê chịu không, Tết này tôi cũng định đi này kia đi miền Tây về ăn Tết này kia chơi luôn. Xong rồi cái em hỏi được nếu mà chịu xuống, tại em tưởng mà này nói chơi thôi thì xa lắm. Hôm đó ngày 4 Tết bạn này xuống, em đón bạn ngay cầu á. Xong rồi cái em thấy bạn rất là may, em vẫn chưa biết, lúc đó em vẫn chưa biết kiểu như em thích hồi cái gì đẹp trai quá. Xong rồi em thích hồi là cái bắt đầu cái hai đứa, xong rồi cái về nhà ba mẹ em cũng thích luôn. Từ đó hãy đem quen bạn này không có lời mà tỏ tình hay cua là bố mẹ em cũng thích. Dạ. Bạn này luôn. Ngày đầu về là ấn tượng lắm, thích lắm. Nhà bố mẹ em có biết bạn là người chuyển giới nam không? Dạ không. Đến giờ biết chưa Ken? Dạ em biết rồi. Giờ biết em rồi. Quen khoảng tháng là em nói. Đến thời điểm mà em đi phẫu thuật ngực á là em bắt đầu come out luôn. Em nói với mẹ em nói ủa vậy hả? Là thôi à. Chứ mẹ em không có hỏi thêm nữa. Ba mẹ em cũng dễ quá ha. Dạ. Ba mẹ em dễ tội luôn. Không bất ngờ gì hết hả? Dạ không bất ngờ, mẹ em nói ủa vậy hả? Rồi mình có nụ hôn đầu tiên ngay ngày hôm đấy luôn. Tối hôm ai không ai chứ. Bạn này nhậu với ba em uống ít đó, xong rồi cái nhức đầu em hỏi có đi mua thuốc không, em đi mua thuốc luôn. Xong rồi cái nhức đầu em xay qua em sửa nhức đầu, xong rồi các bạn này xay qua cái hôn. Nhưng mà em có đoán được là bạn sẽ hôn em lúc đấy không? Dạ không, tại vì em thấy bạn nó xỉn lắm, tại vì bạn này uống rượu là dở, uống bia là dở. Mà em tỉ là em tưởng tượng là nhức đầu thường mình thôi, xong rồi cái em xa em sửa nhức đầu nhưng mà bạn xay qua hôn em. Rồi là cái đêm hôm đấy là mình hôn nhau, nụ hôn đầu tiên. Rồi mình có tiến tới luôn không? Dạ không. Ê em gờ, vô tình cái em đụng miếng trước này, bạn em hỏi cái gì vậy? Mình có cảm giác mà chị đúng không? Kiểu như em đi cái em ôm vô tình ngực em á, nó đè vô sau lưng, tại vì ôm mà. Xong rồi cái nó đè vô lưng, xong rồi cái em thấy có miếng cứng cứng, em để cho bạn này tự thừa nhận, nhưng mà bạn này không chịu thừa nhận. Kiểu như em nói cái gì, bạn nói là tại vì là cái bạn kiểu như cái logo áo nó cứng thôi. Em nói ủa gì mà cứng như vậy? Em để cho bạn này nói mà tại vì bạn không nói. Cái thôi em nói về ngủ, em nói thẳng luôn là bạn này ngại tụt hứng. Cho anh hỏi Ly nhé, trước kia em đã từng quen với người chuyển giới nam chưa? Dạ chưa. Em không có nghĩ quen chuyển giới nam luôn. Mà khi em gặp bạn này lần đầu tiên em có tình cảm liền hả? Dạ có, em thấy em thích luôn. Em chỉ làm cảm giác như
thân thích thôi chứ không có yêu. Là chưa yêu hả? Dạ. Cái đêm hôm đó nói chung là chưa yêu lúc đầu thôi, cái qua đêm đó là tôi yêu là tụi em với nhau luôn rồi đó. À, là mới chỉ là một nụ hôn thôi mà mình cảm giác là mình thuộc về nhau rồi. Dạ. Khi mà mình gần gũi nhau á, thì đối với em á, em có cái trở ngại gì về cái lần đầu tiên đó không? Tại vì Ti thì đã từng quen với người chuyển giới nữ rồi, còn em thì em có cái trở ngại gì không? Dạ, kiểu như lần đầu tiên quen em cũng có cảm giác lạ thôi chứ không có trở ngại. Với hồi đó giờ của em là em không có với nam, tại vì bạn là mối tình đầu tiên của em. Là cái lúc đấy là cảm xúc nó chi phối hết đúng không? Chỉ cần thấy yêu nhau, cảm thấy muốn gần gũi là được. Dạ. Tại vì những cái cặp đôi như bọn em nó rất là lạ, nó gọi là cặp đôi hoán tính á, nên ngay cả anh là người trong giới anh cũng rất là thấy lạ với lại những cái tình yêu của bọn em. Dạ. Chị vẫn thấy lạ đúng không? Chị vẫn thấy lạ. Ta thường theo chị nghĩ á, là người chuyển giới là lại thích một người con trai. Dạ. Hoặc là một người gay. Em cảm giác như em chỉ là em làm nữ vậy thôi chứ em không có suy nghĩ là em sẽ thích một người nam. Kiểu như nhiều người thích em lắm, em đi làm kiểu như người ta cũng mua trà sữa cho em thích em mà. Lý do tại sao em thích là con gái mà em không thích con trai? Dạ, kiểu như lúc em còn con trai thì em còn chẳng còn thích này kia người nam. Từ lúc làm gái đến giờ em không thích nam, em ngại lắm. Chỉ là nói chuyện bình thường thì em nói chứ mà tiến tới là em không chịu. Cho anh hỏi nha, một câu hơi tế nhị. Dạ. Là em đã chuyển giới hoàn toàn chưa? Dạ chưa. Chưa. Anh nghĩ đó là một cái rào cản. Em ngại. Em ngại khi mà có những cái động chạm gần gũi hơn đó, thì em sẽ cảm giác là người ta sẽ băn khoăn về bản thân em mình. Em cũng cảm giác nữa, kiểu như thấy mình không được tự tin cho lắm. Vậy là do em ngại chứ không phải là em không thích là con trai. Rồi Ti có giải quyết hết tất cả những cái nỗi trở ngại đấy cho em không? Dạ, từ ngày em gặp bạn này kiểu như em chín chắn hẳn ra luôn. Em không còn suy nghĩ nữa. Cho anh hỏi về câu chuyện tuổi thơ của em. Kiểu như ba mẹ em cũng biết em từ nhỏ, cho nên gia đình em rất là dễ với em. Đó lúc 4 năm ấy làm đi học là em dành dụm mẹ em cho nhiêu tiệm, dành dụm mua đồ mấy cúp hết trơn luôn. Son thổi son mà chị chi biết thổi son hồi đó bóng bóng vô dầu đó. Mười mấy ngày em đi học em mua, sau đó em xài luôn. Em được mấy cúp nhiều lắm. Em đi học về ngọc ngày, em học 2 buổi xong rồi là 11 giờ em về tới nhà bắt đầu em không ăn cơm. Em lo được mấy cúp em trang điểm xong cái em đi. Cái ba em vô tình thấy ba em cũng la, làm dữ lắm. La nó mày không được gì, mày không được gì. Tại vì em là cho họ đích tôn. Em là cho họ đích tôn cho nên cha không thích gì. Từ từ cái bà thấy cũng quen mà cũng không la nữa. Là tự dưng mọi thứ bình thường với em luôn. Nhưng mà còn hàng xóm hay là họ hàng xung quanh em thì sao? Dạ lúc em còn con trai á, là gia đình hàng xóm họ hàng em kiểu như không có được tôn trọng em, không được thích em cho lắm. Mà từ ngày em làm con gái gì em thấy mọi người thân em lại. Thích, cảm như thấy thích em, cảm như thấy tôn trọng em trong cuộc vui nào cũng phải cần có em này kia gì đó. Mà có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ làm bộ phận ở dưới không? Dạ. Em có thích không? Dạ em có thích. Có thích nhưng mà chưa làm thôi. Dạ. Là vì mình chưa đủ điều kiện hả? Dạ. Tại vì nói chung là tụi em phân nửa thôi. Nếu tụi em định khoảng cuối năm nay tụi em cưới này kia, cho nên tụi em cũng chưa có nghĩ tới định xa thôi đó. À cuối năm nay cưới hả? Rồi cho anh hỏi về câu chuyện khi mà em còn bé được không? Em phát hiện ra bản thân của mình lâu chưa? Từ nhỏ là em đã mặc đồ con trai rồi. Là do ba cũng mong muốn là em là một con trai. Khi em mới vừa sinh ra là ba em tưởng là con trai luôn. Là em có chị gái chưa? Dạ em chỉ mình em thôi. Mình em. Em mặc đồ con trai tới năm em 4-5 tuổi luôn. Đó, tới khi mà em lớn thì gia đình mới thay đổi cho em mặc đồ nữ đi học. Nhưng mà em chỉ mặc những đồ bình thường thôi chứ không bao giờ mặc váy hay là những đồ nữ tính như người ta. Vô tường thì chơi với con trai thôi. Nói chung là chơi những cái môn bạo lực, đá banh, quýnh lộn này kia, nói chung bạo lực thôi. Đó. Rồi có bao giờ em bị bắt mặc áo dài không? Cuối năm 6 thì em nghỉ rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian năm lớp 4 lên á thì nhà trường bắt mặc đồ váy. Em không chịu mặc, em nói là thà nghỉ học chứ em không mặc đâu. Trường cũng cho em mặc tới năm lớp 6 rồi xong bắt đầu cuối năm em định nghỉ em mới học luôn. Em thích đi làm hơn. Tính em thích tự lập từ nhỏ. Khoảng em 14 tuổi là bắt đầu em giao tiếp bạn bè này kia. Hồi xưa thì kiểu như gọi nói chuyện online này kia rồi vô tình gọi trúng số nhau rồi nói chuyện thôi. Em hồi đó em không có biết về mình cộng đồng LGBT nhiều. Sạc bi, fem là như là em cũng không biết luôn. Rồi có một cái bạn kia gọi trúng số em rồi hỏi. Nhưng mà bạn đó hỏi em là em là sạc bi hay fem. Nhưng mà từ cái câu cửa miệng em trả lời là em là sạc bi. Đó, là bây giờ theo em tới bây giờ luôn. Em lúc nào cũng muốn che chở người khác. Em bỏ học từ sớm nè. Dạ. Rồi em bộc lộ cái giới tính của mình á. Thì gia đình có phản ứng khó khăn với em không? Thời điểm mà em không mau là hầu như là không có chấp nhận hết. Ừ. Trước đó là em một người con gái bình thường, em vẫn mặc đồ bình thường như bao người luôn. Nhưng mà chỉ có là cái tính tình em nó men thôi, trong lòng rồi đó. Rồi sau khoảng đâu cuối năm 2015 là em bắt đầu cắt tóc. Cắt tóc rồi em mặc đồ con trai tới bây giờ. Đó, rồi nói chung cha mẹ không ai chịu hết. Em có một thời điểm là em bỏ nhà đi. Em đi được đâu khoảng 10 ngày á.
là lúc đó trong mình em chỉ có 600 ngàn thôi mà em dám liền bỏ Sài Gòn. Tại vì bạn bè lúc đó dặn online nhiều lắm rồi cứ rủ rê nhau đi chơi đó, đi tùm lum á, đi từ Sài Gòn xuống tới miền Tây luôn, hết tiền. Lúc đó là em ở trong cái một cái thôn dạng như trong ruộng luôn á, là có một người giúp đỡ em, là người ta cho tiền tụi em đi ngược về Sài Gòn. Là em mẹ gọi mẹ khóc rất là nhiều, mẹ kêu đi về đi. Rồi em mới nói là bây giờ mẹ chấp nhận đi rồi con về. Khi mà về rồi là mừng lắm, mừng gà này kia cúng. Tại vì nhà em thực tại của mình em thôi nên nghĩ là em vô đua rồi, tập tính trước người này người kia mới vậy, chứ không phải là em như vậy. Tới năm em 16 tuổi thì giống như là ba mẹ lo sợ, tại vì càng lớn em cũng như vậy nữa. Bắt đầu em có người yêu, em quen một cái bạn nữ đó, cũng nhà cách đó khoảng 20 cây số á. Rồi hôm đó em có dẫn về chơi nhưng mà chỉ về nhà ngoại thôi. Vô tình mẹ em biết mẹ em ra, rồi mẹ em mới nói thẳng với người đó là dạng như buông tha cho em đi. Buông tha cho con gì đi, nó không phải như vậy đâu. Em nghe giống như là em nghe em rất là ngại, rất là có lỗi với bạn. Em mới làm dữ với mẹ, em nói là mẹ đừng có làm như vậy với bạn con này kia. Đó, em bắt đầu em bỏ đi luôn. Sáng mai là em giống như là em đi công khai nha, chứ em không có đi mà dạng như lén lút nữa. Em bỏ đi Sài Gòn, em đi Sài Gòn làm đâu khoảng nửa năm. Rồi em mới bắt đầu quay về, thì em với bạn nó chia tay. Dạng như buồn nhiều lắm, em nói là bây giờ em bỏ hết tất cả. Tại mẹ có nói với em, bây giờ con làm con gái bình thường đi, mà con quen con gái cũng được. Nhưng mà em biết trong tâm giống như là dối mình, giống như là gạt mình để cho mình quay trở lại cho có chồng thôi. Tư tưởng nhà lúc nào cũng như là lớn là phải có chồng, có con đó. Rồi xong em cũng suy nghĩ thời gian, em nói là em bỏ hết. Tại vì em nghĩ trong cái tình yêu là em bị lừa gạt á, bị người ta quen mình rồi người ta quen người khác, em bị tổn thương rồi em nghĩ không có thật. Em bắt đầu em từ bỏ, giống như là em nhất thời là em bỏ hết tất cả. Em quay về, em đi học nghề, em bắt đầu em nuôi tóc lại luôn. Sáng thì em đi làm em mặc đồ dạng như cũng hơi cá tính một xíu nhưng mà đồ nữ. Tối về là lọt ra là mặc đồ con trai lại. Em đi chơi với bạn. Khoảng một năm sau là bắt đầu em không có chịu nổi nữa. Rồi em bắt đầu khơm mau lại là em cắt tóc trước. Thời điểm đó ba mẹ thương em lắm, kiểu như là hy vọng em lại đó. Em muốn gì cũng được luôn, mua xe, em mua cọ, mua nổi, nói chung là tất cả gì em muốn là đều có hết. Rồi sau bắt đầu em khơm mau lại là hôm đó em cũng chưa nói nữa, em chỉ điện mẹ xuống tiệm em lấy đồ thôi. Rồi khi mà mẹ bước vô thì em đã cắt tóc rồi, em cắt cái ót đẩy lên thì bạn nữ thì thường hay cắt dạng như cắt ót tam giác, cắt ngắn ngắn này, tato dưới. Xong cái em mới xin mẹ, em mới xin mẹ, mẹ bây giờ con không có như vậy được nữa, con không có sống, nhưng mà con muốn sống thật con không có chịu đựng như vậy được nữa. Tại vì mình cứ mang cái bộ dạng con gái bề ngoài mà không đúng với bản chất của mình, em không có chịu nổi. Nói chung là đêm về là em buồn lắm, khóc khóc nhiều lắm. Xong rồi em mới quỳ gối xuống xin mẹ, nói mẹ cho con vậy đi. Bạn bè xung quanh em ai cũng thương em á, kiểu như là cũng khóc theo em nữa, xin cho em. Cái là mẹ khóc, mẹ nói là thôi giờ tùy con đi, con muốn sao cũng được, giờ con miễn sao con thấy vui là được rồi. Nhưng mà em nghe cái từ vui đó thì em lại buồn. Tại con vui là được nhưng mà mẹ không có vui. Nhưng mà từ từ thì mình đi, em bắt đầu em đi học rồi em ra nghề, em đi làm lại, em lo lại cho cha mẹ đó. Rồi từ từ nói cho cha mẹ hiểu. Mẹ cũng gần chấp nhận hoàn toàn. Thời điểm hiện tại là em quen bạn là hầu như là ba hoàn toàn không nói nữa. Nhưng mà ba là mong ước là có một đứa cháu. Nhưng mà ngày xưa em đã từng quen con gái rồi, dạ, thì rồi. Cho chị hỏi, ngày xưa em quen con gái rồi, bây giờ em quen gái chuyển giới, thì em thích quen con gái thật sự hay là em có cảm xúc nhiều với là gái chuyển giới? Em nghĩ là do cảm xúc của mình á, do từ lúc em đi hóc môn á, là cái tính tình em thay đổi hoàn toàn luôn. Giống như là kiểu cái bản chất của em vậy mới là nam luôn rồi, chứ không phải chị là nam rồi. Nhưng mà em quen với con gái thật sự em thích hơn hay là em thích quen với là gái chuyển giới? Cái nào cũng được, miễn là mình đặt cảm xúc đúng người, mình đúng như mình. Cho chị hỏi, em có mong muốn bằng này chuyển giới hoàn toàn không? Em nghĩ là chỉ phần trên thôi. Mình tại sao mình có thì mình không có xài, nhưng mà tại phải đi xài nhân tạo. Wow. Đó, nó cái khó là khó đây. Ai mà chuyển giới rồi cũng đều muốn làm mình hoàn hảo hết. Tại khi ở trên hoàn hảo, dưới không hoàn hảo nhìn rất là khó chịu. Còn bên kia là không có muốn bạn này làm một phần mà... dưới, thích để tự nhiên. Nhưng mà bạn này cũng không thích em làm ngực luôn. Cái đó là cái mâu thuẫn giữa hai đứa em. Có lớn như lâu dài không là như vậy? Nhưng mà không, nhưng mà tụi em kiểu như tụi em cũng không coi cái đó là quá. Bây giờ không làm dưới cũng được mà dầm ngực cũng được. Em vậy đó, em cũng như vậy nè, có em thể là tôn trọng ý kiến bạn này. Sẽ có cái ý kiến của mình, có sở thích của mình, nhưng mà em vẫn tôn trọng cái sở thích của Ly đúng không? Nếu như Ly làm thì sao? Ly làm cũng được và không làm cũng được. Kiểu như tên em vẫn ủng hộ cho Ly đúng không? Dạ đúng rồi. Hai bạn này quen nhau vì cảm xúc, vì tình cảm rất rất là nhiều á. Là cái bạn này á chuyển giới hoàn toàn cũng được mà không chuyển giới hoàn toàn cũng được.
Dạ. Nhưng mà em muốn bằng này như vậy hay là... Cái mong muốn thì hiện tại vẫn tốt hơn. Luôn cả lâm ngực thì em cũng không thích nữa. Em thích nó nhỏ vừa thôi, cũng không to. Nhưng mà bạn này là to. Thì con gái mà phải thích sở thích vậy rồi. Dạ. Vậy là bạn này thích bằng này y chang vậy, không cần phải làm bộ phận dưới. Đó, nó đặc biệt vậy đó, nhưng mà bạn này là chuyển với nam. Sao lạ vậy? Dạ, em thấy không lạ lắm, tại vì đối với những cặp đôi mình đã gặp á, em mới nhận ra một điều là tình yêu nó không hề có rào cản nha. Mình đừng có phân biệt là như thế này mới được yêu như thế kia, mà nó quan trọng là cảm xúc à. Yêu mà, làm sao mà mình dùng lý trí mình suy nghĩ là phải thế này thế kia được. Rồi khi mà mình quen nhau là mình về ở với nhau luôn đến bây giờ hả? Tụi em quen nhau được khoảng đâu một tháng hơn á. Là có nghĩa là 11 ngày là em đã về quê bạn chơi. Tới cái ngày Valentine 14 tháng 2 là bạn lên chơi một lần nữa. Là em đón bạn, khi về tới nhà là mẹ em dẫn vô nhà nội là kêu là con dâu tôi nè đó. Khi em về nhà em dỗ em cũng sợ lắm. Xong rồi có hôm đó sợ gì? Thứ nhất là em sợ ba mẹ, anh em không đồng ý. Chương không có tự tin đúng không? Dạ. Mình thì mình thích tánh mặc đồ hở hang, mà em về em bữa đó mặc kính mít hết trơn luôn. Mà trong cái đám giỗ nhà nội bằng này là có đủ mặt dòng hỏi dân luôn, bà con cô bác gì ai cũng nhìn em chứ. Mà cô dắt em đi từng bàn nói chuyện ơi này là con dâu tôi, con dâu tôi. Kiểu như ba bằng này á thương em mới nói là cũng giới thiệu là con dâu em luôn. Và từ đó là ai cũng biết đến em chứ. Cho mẹ em là gặp bạn này là đồng ý luôn từ đầu. Trước khi mà em quen bạn á là em đã gọi với mẹ trước đó rồi. Là có kể cho mẹ ra dạ rồi. Đúng rồi. Là em nói mẹ ơi nào giờ thì con quen con gái không à, giống như vậy không? Rồi bây giờ con quen cái bạn đó là chuyện giới. Rồi mẹ nói là không sao hết, quen con quen sao cũng được, miễn có hạnh phúc là được rồi. À, anh chỉ muốn hỏi Ly là em chỉ mới tiêm hormone thôi mà em đã rất nữ tính như vậy rồi. Dạ. Là cái ngoại hình nữ tính này nó theo em lâu chưa? Tay chân em này kia không phải như hormone, tại vì hồi đó giờ tay chân em cha mẹ mới là thương em. Cha mẹ em nuôi em kiểu như là một người con gái luôn chứ không có cho em làm nặng. Cha em có từng chọc em là nói là tao cho mày đi sửa máy ở dưới quê anh, chị ghe chị xù đó, tao cho mày đi sửa máy, tao cho mày đi học xe. Kiểu như cha em cho học những cái nghề toàn là nam tính, rồi kêu em đi dép bóc vé dắt lúa rồi nữa. Em ngồi với em khóc em buồn nha, tại vì kiểu như mình không biết ba nó chơi á. Cái em nói không con đi đâu này, phản đối ba lắm. Cái mẹ nói trời ơi ba mày nó chơi với mày đó chứ nghĩ sao cho mày làm gì vậy? Tao không cho đi đâu, nuôi em từ nhỏ không cho em làm nặng, em chỉ việc đi học về này kia thôi. Tại vì mẹ em coi em là con gái, cha mẹ mà thương con nhiều là sẽ chấp nhận hết. Em mới làm gái được 1-2 năm thôi. Tại vì lúc đầu em sợ lắm, tại vì em sợ thấy ba dễ với mình nhưng mà dễ với anh hài con trai đấy, đâu có dễ với anh hài con gái, cũng khó chấp nhận. Xong rồi cái ngủ hôm đó thì em làm Sài Gòn, lúc đó em còn đi học tóc Sài Gòn. Cái mẹ lên ở với em, em nói vợ con không thích gì nữa, cho mình hài con trai á, con đi ẻo lả này kia, con sợ mọi người nhìn con này kia không thích con. Xong rồi cái mẹ nói rồi giờ mày muốn sao? Gẹp bắt em gung, em bắt em nghĩ nói rồi, em không muốn nói nữa. Cái em nói có gì đâu, em sợ nó ra ba mẹ không chấp nhận. Dạ, đúng không? Em sợ mẹ em bồ. Xong rồi cái mẹ em nói mày nói đi, tao biết mày muốn làm gái đúng không? Cái đầu kiểu như em hồi hộp mày với em gung lên nữa rồi. Cái mẹ nói muốn đi nói tao, tao giờ tao nói với ba mày, tao khuyên cha mày này kia. Xong rồi cái mẹ nói giờ muốn đúng không? Giờ quyết định nghỉ chưa? Làm mà sau này không có đổi được tao không thích vậy. Xong rồi cái em nói cũng quyết định rồi, cái mẹ về mày nói với ba. Xong rồi cái ba điện lên, tao biết hết trơn rồi, tao nghe mẹ mày nói hết trơn rồi, mày đừng có giấu. Thế rồi em vớt cái lượt liền, em run á, em định tắt máy ngang. Xong rồi mà em không dám, kiểu như em sợ, tao biết hết trơn rồi, mày đừng có gạt tao. Tại vì người miền Tây á, nói chuyện với con này kia hay xưng hô này kia không được thân á. Xong rồi con nói, thì cha biết rồi, cha hiểu cho con này kia. Cha em nói, nhắm làm thì làm cho đẹp chứ đừng làm cho xấu. Nhưng mà mày hứa với tao một điều á, là mày đừng sửa trên mặt mày hết trơn á. Tao thích mày vậy à. Rồi kiểu đó em làm gái tới giờ luôn. Là em vẫn nghe lời gia đình là em không chỉnh sửa gì. Dạ. Hiện tại mặt em chưa sửa gì hết. Nhưng mà nếu mặt cưng đẹp tự nhiên mà dễ thương mà. Đã đẹp như vậy rồi. Mặt cưng không cần sửa gì hết. Chị có muốn hỏi gì thêm ạ? Nào. Mối tình đầu tiên của cưng lúc đó mấy tuổi? Mối tình của em đầu tiên là ở đây đầu tiên luôn hả? Không. Cái khác. À, rồi chị hiểu rồi. Tương ý là tương kêu chị hỏi cái khác chứ mà hỏi cái này. Bây giờ chị hỏi cái này nó không hài lòng. Là lần đầu tiên làm chuyện ấy vào lúc nào? Cho bạn này trả lời. Đúng ngay ngày 14 tháng 2 luôn, Valentine. À là canh cái ngày đó luôn hả? Đi chung đám bạn chơi nhậu khoảng hôm 11 mấy gần 12 giờ. Rồi hai đứa mới đèo nhau đi ăn hủ tiếu. Rồi giống như là hai đứa cứ giỡn nhau là thử không? Thử chứ biết cảm giác. Ai giỡn ngay trước? Ai nói con nó?
Em cứ giỡn như là mình thử không, thử biết cảm giác tại nào giờ. Giống như là quen con gái gần như 20 năm rồi. Lòng năm em hư tật là quen con gái gần như 20 năm rồi. Lòng năm em hư tật 4 năm em lòng. Xong em 24 tuổi hả? Mà quen gái 20 năm. Em lòng. Cái em mới nói là nào giờ mình chưa có biết cảm giác như thế nào á. Thử một lần cho biết. Rồi cứ giỡn giỡn, cứ thử hôn mà hai đứa. Tới khi mà nhậu rồi là em giống như là nhậu vô rồi là em rất là thoải mái. Cứ như là có men giống như hơi dê đó. Hơi dê đó. Rồi hai đứa cái gì tới là tới luôn. Rồi nó ổn không em? Em hơi là tình lạc. Ai chuyện... chủ động em... Bạn chủ động. Dạ. Tại vì em không biết uống bia, uống rượu hút thuốc. Cái ly mà em muốn gục mắt như mà là em say sẩm là em không biết gì cho người như người ta chụp thuốc mê em vậy đó. Cái em chỉ làm lăn dài vậy thôi. Mà sao ai mà thí dụ mình cua người yêu mình mà mình kêu thử không? Trời, có nhiều cách để mình có thể tỏ tình để dẫn đến cái chuyện đó. Đâu có nhất thiết tự nhiên thử không? Đâu, chị thử cho em một vài câu nói để mà. Thí dụ bây giờ chị nói nè, hai đứa đi chơi xong không về nhà, đúng không? Muốn đến cái chuyện đó kỳ dành đó thôi. Bây giờ hai mình kiếm nhà nghỉ khách sạn ngủ đi, rồi ngày mai anh đưa em về. Hai đứa nằm kế bên rồi bắt đầu gác tay qua, gác tay lại ôm hung tráng là tự nhiên cái cảm xúc nó dâng trào lên, nó sẽ đến cái vấn đề đó. Thì cũng có đó. Thì như vậy chị thấy nó sẽ tự nhiên hơn là tự nhiên anh ơi thử không? Thử gì thử kỳ cục vậy? Vô là tới nơi xong tới giờ em đi tắm lấy khăn đồ cho quan tâm lo lắng xong rồi lên nằm thôi em nằm tan nè ngủ cho nó im, ví dụ vậy đúng không? Cái đó là tự động, là khiều, là nhúc nhích, là không có nói ra đó không. Mà lúc đó hai đứa em cũng lúc đó tụi em xỉn, tụi em cũng không có nhớ mà tụi em hứa gì luôn á. Nó tự động nó đến luôn rồi. Cũng lên nằm ngủ như vậy đó, nhưng mà ngủ không có được, đâm ra là cứ quần tới 1-2 giờ sáng rồi kéo dài tới 4 giờ sáng luôn. Nói chung là hôm đó không có ngủ. Hôm đó em ngủ là lỗ sao? Lăn lộn gì vậy? 4 giờ sáng mà em, trong khi đó em chỉ nằm thôi đó. Mà em đập giả, nó mắt em lừa được. Em về em bệnh luôn. Tại do em ngủ không được. Em thao thức. Tại hai đứa em đang thích nhau. Hai đứa nói chung ngủ chung chứ thật sự là thức chung. Dạ. Đúng không? Nằm cái người mình yêu sao ngủ được? Thỏa mãn rồi vẫn chưa ngủ được. Cái mối tình đầu tiên mà đang quen mới yêu là vậy đó. Cho dù thỏa mãn xong rồi vẫn chưa ngủ được. Chỉ khi mệt lắm thì mới ngủ. Còn không vẫn rù rì là khá đáng yêu mà rạo rực mà. Hình như là nhau. Cái câu chuyện mà nói về vấn đề này mặt tưng cười tươi á. Sáng nay tập nào tập mấy, tập 1 đến một tập 105 vẫn y chang khuôn mặt. Một khuôn mặt mà thôi. Cảm xúc dâng tràn. Khách mời kể mà người nghe còn dâng tràn hơn. Thì đấy là hạnh phúc mà em ha. Dạ. Thì mình hạnh phúc theo. Kiểu như đi về cái nhớ nhung hơn luôn. Cái dự định tương lai của hai bạn, cho cuộc sống của hai bạn. Bây giờ giống như là hai đứa em sống chung rồi, giống như là vợ chồng rồi đó. Rồi cứ từ từ phát triển, rồi từ khi nào muốn sinh con rồi sinh. Nhưng mà bạn thì mong ước là phải có một cái đám cưới rồi mới sinh con. Nhưng mà ba giống như là ba sợ bị dụ á, là thôi giờ tụi mày có con trước đi rồi tao lo cho. Đó. Nhưng mà bạn thì không chịu, bên nhà bạn thì bắt buộc phải cưới. Ba cưới muốn là có con trước rồi cưới sau. Dạ đúng rồi. Còn bên đây thì muốn là cưới trước có con sau. Dạ. Mà thật sự đúng ra là phải cưới trước rồi có con sang là từ xưa giờ vậy rồi. Nếu con trai con gái cũng vậy. Kiểu như là thời điểm mà em bắt đầu em làm con gái lại, rồi xong em lại vợ tính em là con trai lại. Rồi ba giống như là ba sợ em lại gạt ba nữa. Ba mẹ em đặt nặng vấn đề con cái mà. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hai em có thật sự muốn có con không hay là vì áp lực gia đình? Ham con. Từ đầu em quen thì em có định nghĩa thôi. Em có ý chí. Nói chung là tới ngày con thích mê lắm, cứ đòi sinh đi, cưới để đẻ đi. Em nói cưới đi rồi đẻ chứ. Gia đình em, gia đình đúng em. Rồi cưới xong mới đẻ chứ. Gia đình em rất là dễ, gia đình nói hai đứa mày sau này lỡ có cưới thì cha mẹ không biết, cha mẹ nói sau này lỡ có cưới hai mày sinh con nuôi kia đem về tao nuôi cho. Cái gia đình thương cháu này kia. Cái em nói với cha mẹ em là hai tụi con sau này có con này kia, cái cha mẹ em kiểu như cũng vui là. Là em sẽ chuẩn bị cho tinh thần là mình sẽ là người mang thai. Đúng không? Rồi Ly muốn có một cái đám cưới á, em có hứa chắc chắn là sẽ có một cái đám cưới kiểu đẹp đẽ giống như Ly mong muốn không? Em thì tính em không thích kiểu như lãng mạn, em hay cục bộ lắm. Nhưng mà em cứ hay kêu em hứa này kia, hứa là thương em đừng bỏ em nghe. Em nói là em không có hứa, tại vì em thích là mình hành động đi, đừng hứa. Cứ hứa là cái gì nó cũng không bền. Hứa gió bay ha kia. Em nói thôi thực tế đi, hành động. Nhưng mà thỉnh thoảng cứ phải hứa cho người ta vui. Dạ. Hành động nó lâu lắm. Trong tình yêu người ta cũng muốn là mình hứa, biết là cho dù là mình hứa, nếu mình hứa trong lòng mình hứa thật lòng thì mình vẫn phải hứa. Có gì đâu. Dạ. Mỗi khi mà bạn cần cái gì đó
hoặc là thích cái gì đó, giống như là em sẽ không nói luôn, em vẫn im lặng đó, nhưng mà em sẽ làm. Giống như là em nhiều khi cho nó nghe làm không á, nó vẫn chưa đủ, nó phải có một cái lời nói kèm theo ngọt ngào nữa thì cái hành động mình nó sẽ được tăng gấp bội lần. Giống như từ xưa giờ tính em không xinh xúa, em cũng không có xinh xúa đâu, em giống nói, như là không nói xinh xúa khác, nói một mặt nó khác, kiểu như em thích bạn luôn á, thương em bình thường. Còn xin là anh sẽ thương em đến già hay là gì đó thì nó uyển mị hơn, hay là trong cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em đó, mấy câu đó mới là sến. Còn anh rất thương em, anh rất nhớ em, câu đó câu cửa miệng rất là bình thường. Có bao giờ Tin nói câu anh yêu em với Ly chưa? Cái bình thường nói, nhưng mà chỉ là nói qua tin nhắn thôi. Thì giờ nói thử, nói thật xem nào, nhìn thẳng mắt nhau nói bình thường, anh rất yêu em bình thường. Học học cách để thể hiện cảm xúc với nhau em chứ. Cái đó rất bình thường. Ly ơi, anh rất yêu em. Và chúc cho hai em có một cái đám cưới tốt đẹp và có một đứa bé giống như mà tụi em mong đợi, để cho gia đình em hai bên đều hạnh phúc trọn vẹn. Và theo mặt chương trình thì chị gửi tặng cho em một món quà. Chương trình tặng bằng món quà đến từ thương hiệu Spa Treatment, là một mẫu mặt nạ dưỡng ẩm chống lão hóa, head acid dành cho mắt. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn nhãn hàng Spa Treatment đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Khoa A ngày hôm nay. Cũng đừng quên theo dõi chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.